cung điện của Vương Triều Trần từ hơn 700 năm trước. Công trình kiến trúc rộng lớn và tráng lệ được xây dựng trên đất Phát Tích Long Hưng. Di tích được coi là viên ngọc quý giá vào bậc nhất trong kho tàng di sản văn hóa về triều đại lẫy lừng trong lịch sử dân tộc. Hành cung Lỗ Giang nằm ở khu vực Đền Trần hay còn gọi là Đền Trần Thái Lăng, xưa thuộc xã Thâm Động, Tổng Thượng Hộ, nay là xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Gọi là cung Lỗ Giang vì được xây dựng trên khu vực sông Lỗ Giang. Khi phủ Kiến Xương được thành lập thì lấy tên phủ để gọi tên cung. Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3, vua tôi Trần Nhân Tông về tế tổ ở đất Phát Tích Thái Bình và cho xây dựng hành cung Lỗ Giang rộng lớn, mang nét nghệ thuật kiến trúc đặc sắc nhà Trần. Hành cung Lỗ Giang của thời Trần thì được nhà vua sử dụng làm nơi nghỉ ngơi, làm việc điều hành triều chính mỗi khi đi xa giá Tần Du hay là về bái yết tổ tiên trên Tam Đường Tiến Đức. Đó là một cái hệ thống là cung điện mà tức là ngoài phạm vi kinh thành Thăng Long. Cái vật liệu trang trí mái kiến trúc thì mang dấu tích là cung đình, vật liệu được so sánh cùng với kiến trúc trên hoàng thành Thăng Long của thời Trần. Cùng với hệ thống móng trụ, chân tảng, kiên cố, kiến trúc khung gỗ, ngói mũi sen lợp diềm mái, ngói úp nóc, lợp bờ nóc, bờ giải trang trí hình rồng. Dấu tích về hành cung lớn có vị trí quan trọng trong việc kết nối giữa Long Hưng Thái Bình, tức Mặc Nam Định và Thăng Long Hà Nội. Đã phác họa lên chân dung cung điện vô cùng quy mô, bề thế, được trang trí công phu, đẹp đẽ và tráng lệ giống như kiến trúc cung điện trong Hoàng Cung Thăng Long. Trong năm 2014 thì khai quật thăm dò thì đã phát hiện ra một cái dấu tích nền móng của thời Trần tại khu vực trung tâm của đền Thái, và trong năm 2015 thì đào mở rộng khai quật thì tìm thấy một hệ thống kiến trúc hình chữ công của thời Trần thì nằm ở vị trí trung tâm đền Thái này, thì gồm có trên là có 3 gian và dưới 5 gian giữa nối ống muống. Thì trong quá trình khai quật thì tìm thấy cái hệ thống móng trụ kép đôi và kép ba, thì cũng lần đầu tiên trong giới nghiên cứu khai quật khảo cổ học là cũng tìm thấy cái hệ thống móng trụ kép 3 chỉ có Lỗ Giang này. Trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, trên miền đất cổ linh thiêng, người dân đến xây làng lập ấp đã dựng nên ngôi đền nhỏ để thờ phụng, tưởng nhớ các vị vua Trần, cũng là giữ mãi sự hiển hiện của một hành cung rực rỡ của Vương Triều Trần trên vùng đất Thái Bình. Là người con của quê hương ấy, thì mình rất là tự hào về một cái vương triều mà đã có chiến công hiển hách mà lại được đặt tại một cái hệ thống hành cung tại khu vực quê hương này, thì mình cố gắng để bảo giữ, bảo tồn hiện trạng mà dấu tích của nhà Trần đã để lại tại khu vực vùng đất này. Cách hành cung Lỗ Giang không xa là ngôi chùa cổ Xuân Lôi, nơi được phát hiện lưu giữ cặp rồng đá quý giá cũng như các hiện vật chân tảng đá chạm khắc hoa sen thời Trần, được cho là có liên quan tới công trình hành cung Lỗ Giang. Dấu ấn giai đoạn lịch sử, văn hóa đặc sắc thuở vàng son được lưu giữ trên dải đất Bạt Ngàn, trù phú của vùng Hưng Hà, khai mở bức tranh về một cung điện nguy nga và vẫn còn nhiều bí ẩn đang chờ được khám phá.